Hãy mang lấy ách của tôi. Matthew chương 11 từ câu 28 đến câu 30. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Chúng ta bước sang ngày thứ tư 7 tháng 12 năm 2016. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 11 câu 28 đến 30. Đây là lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ ngày xưa, cũng là nói với chúng ta ngày hôm nay. Chúa Giêsu thấu hiểu là cuộc sống của chúng ta có quá nhiều những gánh nặng nề, có quá nhiều những ách khổ đau. Ngài nói, hỡi những ai mang gánh nặng nề, mang gánh khổ đau, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đã nói đến ách và gánh, thì ta phải hiểu ngay được đó là những thứ nặng trĩu lên đôi vai, lên cuộc đời của những con người nghèo khổ. Chỉ có những người nghèo mới phải mang ách, mới phải gánh vác. Đó là những người làm công bị bóc lột, đó là những người bị bắt làm nô lệ ngày xưa hay là thời đại ngày hôm nay cũng vẫn còn có những người phải nô lệ. Chỉ nghe nói tới cái ách, cái gánh thôi đã thấy mệt quá rồi, đã thấy kiệt sức, kinh sợ, ám ảnh và tuyệt vọng. Chúa Giêsu đến, Ngài mời gọi tất cả những con người đang phải chịu cái ách nặng nề và cái gánh khổ đau ấy chạy đến với Ngài. Ngài cũng có cái ách, Ngài cũng có cái gánh, nhưng lạ thay, ách của Chúa Giêsu thì êm ái, gánh của Chúa Giêsu thì nhẹ nhàng. Ngài không đè bẹp chúng ta, nhưng lại cho chúng ta được nghỉ ngơi, được bổ dưỡng, được tăng sức. Như vậy thì đón nhận lấy Chúa Giêsu, cục diện trong đời của chúng ta hoàn toàn đổi khác. Ta gặp được Chúa Giêsu thì cuộc đời của ta bừng lên hy vọng. Ngài hiền hậu và khiêm nhường, trong khi cuộc sống này thì dữ tợn, kiêu căng, ngạo mạn. Ngài cho ta một nghị lực phi thường để có thể yêu thương, để có thể đón nhận nhau và tha thứ cho nhau. Giả như chúng ta cứ mãi phải chịu cái ách và gánh của cuộc đời, thì có khả năng một trong hai thứ. Một là chúng ta giận dữ, căm thù, rồi đấu tranh giai cấp, như chúng ta đã thấy lịch sử đẫm máu của những thứ chủ nghĩa khơi dậy ở trong lòng con người ta cái sự tức giận, căm thù đối với giai cấp, những mâu thuẫn của các tầng lớp trong xã hội, để rồi cuối cùng con người ta lao vào bạo lực, lao vào đổ máu để đấu tranh giai cấp. Đó là một khả năng. Một khả năng khác, chúng ta có thể sợ hãi mà để cho cuộc đời này nó nhấn chìm chúng ta, nó đè bẹp chúng ta, nó làm cho chúng ta thui chột trong sự cam chịu, mất hết phẩm giá con người. Gặp được Chúa Giêsu thì có một niềm vui bừng lên, niềm vui được chữa lành. Chúa Giêsu cho chúng ta được nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Chúa cho chúng ta được tìm lại phẩm giá cao quý mà ngỡ như cuộc đời này nó tước đoạt mất của con người. Chúa cho chúng ta được bình an, thanh thản, cho chúng ta vượt lên trên nghịch cảnh. Giả như chúng ta không gặp được Chúa Giêsu, hoặc là từ chối, không đến với Ngài, thì chúng ta cứ mãi lầm lũi, cúi đầu mà lết đi. Cuộc đời này lại tiếp tục chất lên cho chúng ta những gánh nặng oan nghiệt. Rồi cứ thế từ từ, chúng ta bị vong thân, chúng ta bị tha hóa, chúng ta kiệt sức và gục ngã với bao nhiêu thương tích không thể được chữa lành. Nhưng thương tích có thể là nan y, trầm kha. Tạ ơn Chúa Giêsu, lòng thương xót của Ngài
đã để Ngài đến trong thế gian này. Nếu như trường học của ngày hôm nay không còn dạy cho người ta những bài học yêu thương, những bài học luân lý đạo đức cho xứng đáng với phẩm giá con người, thì trường học của Chúa Giêsu lại dạy cho ta biết hai bài học duy nhất: bài học của sự hiền hậu và bài học của sự khiêm nhường, dạy đi dạy lại, học suốt đời mà không bao giờ cho đủ. Tạ ơn Chúa Giêsu vì không những Ngài đến mở một ngôi trường để Ngài là thầy giáo, mà Ngài còn đến để mở một nhà thương để Ngài là thầy thuốc chữa lành cho chúng ta. Ngài không có những liệu pháp, Ngài không có những thiết bị kỹ thuật để xét nghiệm, để siêu âm. Ngài không cần phải truyền nước biển, không cần phải mổ xẻ, không cần phải bắt uống thuốc, nhưng Ngài chỉ cho chúng ta nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Nghỉ ngơi ở trong Ngài, bồi dưỡng ở trong Ngài, và chỉ có thế thôi mà chúng ta được chữa lành. Hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, sao chúng ta lại có thể dại dột mà từ chối không chạy đến cùng Giêsu? Amen.